Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Các bạn thân mến, tiếp tục chương trình ký sự bonsai. Hôm nay năm Thu đến cái vườn bonsai Hoàng Long. Ở đây là tọa lạc chỗ nào thì mình không biết nữa. Để chút mình mời các bạn để gặp chủ vườn, để chủ vườn chia sẻ các bạn ha. Các bạn thân mến, đây là lần đầu tiên là bonsai Hoàng Long đã gia nhập kênh Thu Bonsai. Mong rằng các bạn giúp đỡ. Năm Thu vẫn giữ quan điểm của mình là không tham gia mua bán. Mọi liên lạc các bạn gọi trực tiếp cho anh Long theo số điện thoại và Zalo là 0917681115 các bạn ha. Này, bây giờ Năm Thu mời các bạn bước vào khu vườn bên trong để chúng ta gặp anh Long. Để anh Long mà chia sẻ với các bạn một số mẫu cây mà vườn để chào cùng mà chào bán cùng cô bác và anh chị các bạn ha. Đây anh chàng đẹp trai, anh chàng Long đẹp trai. À, chào các cô bác anh chị. Đây bonsai Hoàng Long là lên clip đầu tiên thì mong quý anh chị là ủng hộ. Cái địa chỉ của cửa hàng bonsai thì ở Lái Thiêu 115, khu phố Hòa Long, phường Bình Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ngay cái trạm thu phí Lái Thiêu á chú Thu. Rồi. Thì cái hình thức kinh doanh của bonsai Hoàng Long là như thế này. Đầu tiên là nếu các anh chị mà chốt hàng á, thì là vui lòng đặt cọc cho bên em là 30%. Sau đó nhận hàng sẽ là thanh toán bên khu hộ. Còn trường hợp anh em nào mà đã giao lưu một hai lần rồi á, thì cái đó là khỏi cần đặt cọc. Yeah. Lại thứ hai nữa là bên bonsai Hoàng Long á, là không có ship chậu nha cô bác. Dạo vì chậu nó dễ vỡ. Còn trường hợp nào mà nó thuần chậu rồi á, thì cô bác yêu cầu thì ship chậu. Dạ. Cái kể là như là con chia sẻ là con không có chuyển chậu đi. Dạ. Hàng lấy đi, hàng nhận được là chỉ bó bầu. Dạ đúng rồi. Long thân mến, thì theo chú Thu nghĩ là con phải nghiên cứu là cái chuyện đó ha. Dạ. Tại vì nếu cây lớn á, thì con có thể bỏ cái chậu này được. Nhưng mà những cái cây bonsai mà cái tầm mini á. Dạ. Bởi vì đa số khách hàng mua người ta muốn có một cái chậu sẵn gì họ chơi luôn. Và đồng thời là mình làm một chủ vườn, mình có cái quen này. Mình sẽ biết được cái cây nào nó vô cái chậu kiểu nào nó đẹp. Chậu thì nó cũng không bao nhiêu tiền ha. Đằng sau con nghiên cứu, còn bể chậu không bể đâu con. Nếu mà con biết cách làm thì chỉ cần mời chú Thu nhậu chậu, chú Thu chỉ cho. Chậu không bao giờ bể. Cái này thì bonsai Hoàng Long thì tiếp thu ý kiến chú rồi. Nói chung là cho thuận tiện hai bên thôi. Đúng rồi, đúng. Kể cả những chậu cổ người ta chuyển đi vẫn được mà con. Không bể đâu, không hề bể ha. Rồi thôi, không mất thời gian của cô bác và anh chị. Khi mà đã chia sẻ thì Long, con tên Long phải không? Long đã chia sẻ cô bác và anh chị rồi ha. Bây giờ Long ơi, con bắt đầu có tiến hành con chào hàng. Chào những cái sản phẩm của mình ha. Hôm nay thì lên clip số 1 á, mong các cô anh chị cô bác ủng hồ sắp Hoàng Long ha. Lần đầu tiên anh ấy làm chuyện đó thì nó hơi vụng về, các bạn thông cảm. Lần thứ hai sẽ nhường nhuyễn hơn. Rồi, cái đầu tiên, cái số 1. Cái số 1 con xin báo cáo thông số. Hoàng gốc là 31. Con cái gì con phải nói. Dạ, cây này cây linh sam sung hình. Xin. Dạ. Xin phải không? Dạ, cây này là tam đa. Tam đa. Ba thân. Dạ. Hoàng gốc là 31. Còn hoàng thân con lấy cái thân lớn nhất nha. Dạ. Là 16. Rồi. Dạ. Tán rồng 58. Con đo đứng phía sau cây. Tán rồng là 58. Chiều cao. Chiều cao là 50. 50. Rồi, ok. Cứ quay dài vòng. Con chuyển gần gần tới con cho nó nhanh. Cây số 2. Ủa sao lấy cái vậy đi vậy hả? Dạ dạ. Thì con cây số 2. Cây số 2 là cây cà phúc kiến. Quên, con cây số 1 chưa báo giá. Cây số 1 chào giá bao nhiêu? Chào giá là 1.8 bao ship. Còn mà mua tại cửa hàng thì 1.6. Xem lại đi, lấy cây đó lại đi, lấy cây lại xem lại. Lần đầu tiên bởi vì anh ấy vụng về quá. Quay, nãy con chưa quay rồi phải không? Mất mất hết mấy phút rồi. Rồi. Con xoay. Rồi con xoay một vòng nha. Xoay hai vòng. Dạ. Nó chào giá là bao nhiêu đây con? Dạ 1.8 bao ship. Dạ. 1.8. Cây linh sam bầu tím. Dạ. Song hình. Dạ. Ghép hay zin? Cây zin, hàng zin. Rồi, ok. Xin mời em khác. Cây số 2 là cây cà phúc kiến, còn gọi là cây bùm sụm. Ở miền Nam gọi là cây bùm sụm. Dạ con. Hoàn gốc là 26.
hoàn thân là 12. Tán rồng là 39. Chiều cao là 33. Cái này già rồi chú ơi. Rồi, ok. Em mày được chào giá là? Dạ, 1,2 triệu. 1,2 triệu. Dạ. Ờ, các bạn lưu ý, lô hàng được báo giá hôm nay là ngày 9 phải không ta? 9 hay 10 con? Dạ, 10. Ngày 10 hả? Lô hàng được báo giá vào ngày 10 tháng 9 2020. Dạ rồi, xuống cây số 2 nha. À, cây số 2 chào giá là 1,2 triệu. 1,2 triệu, ok, xin mời ông khác. Shop đầu tiên tham gia vào kênh Thu Bonsai, mong rằng các bạn cây số 3 là cây linh sam lá rí, cây này hai màu á chú. Linh sam trắng với màu tím. Vậy là cây ghép không? Không, cây này cây riêng. Cây riêng số hai dạ, màu. Dạ, đó là anh hỏi á. Cây này cây riêng á chú. Chắc tức là không phải hai màu mà nó chủ đào là màu trắng, nó có màu tím nữa. Cây riêng dạ. Mà hai màu hả? Dạ, dạ. À. Con báo cáo thông số. Báo cáo thông số đi. Riêng hai màu là hiếm ta. Cái này đế nhỏ có vỏ, hoàn đế lớn. Nhỏ có vỏ. 48. À. Hoàn thân là 14. À, đấy đẹp nè, cái số 3, linh sam số 3. Theo như chia sẻ của anh Hoàng Long thì đây là cây nó có được có hai màu. Tán rồng là 56. À. 56. Chiều cao là 31. Rồi, cây số 3 này có duyên nghe chứ. Được chào giá là bao nhiêu đây? Dạ, cây số 3 được chào giá là 1,8 triệu. 1,8 triệu. Dạ. À, đây là hình như là cái giá này là cái giá của kênh Thu Bonsai, nó ngang ngang nhau, cái giá nó ngang ngang nhau. Rồi, cái này bên Linh Sam con thì thấy gốc nó già. À, dạ. Dạ. Dạ rồi. Rồi. Đi xuống. Giá cây kiển bây giờ nói chung cũng ngang ngang nhau. Quyết định ra sự thành công mà đôi lúc là do cách phục vụ của các shop ha. À. À. Né là chút con đi vòng lại phía sau đó con. Thằng Long đi ngồi tới trước để cho thằng em nó đi phía sau. Đi sau đừng có đi trước ống kính. Cây số 4 là cây kim quýt. Kim quýt Việt Nam hay Thái Lan? Dạ Việt. À, quốc tịch Việt Nam phải không? Dạ. Này hoàn gốc là 33. Hoàn thân là 14. Tán rồng là 34. Chiều cao là 42. Rồi, vậy em nó dài dòng được chào giá là bao nhiêu đây? Cái này con chào giá là 850. 850 kim quýt Việt Nam. Mang mã số 4. Số 4. Rồi, ok, xin mời ông khác. Con đưa một cái cây lên rồi con mới rút cây này ra ha, đừng để chống màn hình. À, đưa một cây mới đến rồi rút cây cũ cho đưa dạ. Cho anh cầm để anh đỡ lên rút cây cũ. Cây số 5 là cây trang bông, mì. Dạ, cái gì? Cái trang mì hay bông giấy? À, cây bông giấy mì. Trời ơi, bông giấy mì, dạ. Cái này dán hộ. Nó trang với tụi nó ủa dạ, sao ngộ trang đó, nó ngộ trời. Bông màu đỏ này riêng hay ghép hả con? Dạ, riêng hết đó chứ. Khi mà đo thì con quay cái mặt tiền của ống kính á. Quay mặt tiền của cây của ống kính. Dạ, dạ. Ờ, đúng rồi, đó, mình đo như vậy. Trong thời gian mình đo thì cô bác anh chị có thể là dành mấy giây để cô bác anh chị để chiêm ngưỡng được cái body của em đó ha. Hoàng đế là 64. Hoàng thân 16. À, chiều cao và tán rộng, cái này dạ. Nó ra bông là đẹp lắm á, bông nó đỏ cây đẹp. Tán rộng là 48. Chiều cao là 47. Cây số 5, con xin báo giá là 2,4 triệu. 2,4 triệu, cây bông dạ. Giấy, à, gốc rất là đẹp.
Này riêng hả con? Dạ. Rồi, ok. Đó đó, ờ. Đặt lên, này rút ra chỉ đặt vô chuyển đúng rồi, để cho cái ở trên cái bàn xay nó có cây liên tục như vậy để mình được thời gian mình báo giá được nhiều cây hơn. Cây số 6 là cây nguyệt quế. À. Dạ. Cây này là tháp càn đó. Nên đây cây nhỏ nhỏ thì cái giá nó cũng cũng rất là hợp lý. Này hoàn gốc là 60. Hoàn thân là 18. Tán rồng 46. Chiều cao 50. Cây số 6 con xin báo giá là 1.800.000. 1.800.000. Em cây này cây quế. Cây nguyệt quế. Dạ. Con có chơi nguyệt quế thường không? Dạ không, con ít. Nếu mà không thường thì nguyệt quế là không nên di chuyển chậu ha. Dạ, dạ. Con đi nguyên cái chậu vậy nào, đừng có dạ, sang, dạ, chậu đột, dạ. Ngọt, sang chậu đột ngột, sang chậu đột ngột cái cây nó khô, nó dễ bị chết đó. Con còn biết nó khó rồi. Vượt quế rất vậy. Là vượt quế rất là khó. Dạ. Nó dễ sống nhưng mà sang chậu hoặc là trồng cây rất là khó đó nha. Dạ, dạ. Nó không phải dễ đâu. Rồi, chào giá bao nhiêu? Dạ 1.800.000. 1.800.000 rồi, ok. Thì sao Hoàng Long là bao ship nha. Dạ. À. À các bạn lưu ý là shop Hoàng Long con được bao ship không con? Dạ. À. Hồi nãy như chú con chưa nói không? Dạ có con nói là con nói là con có nói à. À đầu cây óc. Số 7 là cây kim quýt. Kim quýt à, dáng này dáng siêu. Dạ siêu mà hai thân á. Dạ. À dáng phu thê hả? Dạ. Phu thê hơn đề. À. Dạ hoàn gốc là 38. Hoàn thân lớn là 17. Này tán rồng 41. Chiều cao 50. À ha. Cây kim quýt mã số 7 này con xin báo giá là 1.200.000. 1.200.000. Dạ. 1.200.000. Các bạn thân mến, Long là không phải là chuyên nghề cây kiểng mà Long bên làm bên nghề luật các bạn ha. Đây là lần đầu tiên là Long có hứng thú là tham gia kinh thu bonsai để bước vô ngành chuyên kiểng. Ngoài nhận kiểng là con có nhận làm cái vấn đề mà tư pháp gì, dịch vụ tư pháp không? Dạ. Các bạn lưu ý ha, nếu mà các bạn... Nếu có liên hệ thì liên hệ... Theo số điện thoại này luôn ha. Dạ, công ty luật Sài Gòn Lai á, địa chỉ 1. À vậy hả? À, để chúng ta mua cây rồi quen biết anh Long rồi nếu có rắc rối về pháp lý thì nhờ con tư vấn miễn phí. À rắc rối về pháp luật thì nhờ dân tư vấn Long tư vấn ha. Dạ. À rồi ok. Con lên cây số 8 là cây kim quýt. À. Cây này đẹp với chúng. Đẹp kim quýt này đẹp các bạn. Đây là cái phong cây là nó chơi để bàn á. Này bộ đế nó dựng. Bộ đế là 80. Con làm nhanh lên, con làm thao tác làm nhanh đi con. Để mình bán được nhiều, mình báo được nhiều cây. Con xin báo lại nha, cái hoàn gốc á, hoàn đế là 71. Ừ, 71. Dạ. Hoàn thân 15. Tán rồng là 39. Chiều cao 40. Em biết này là đế gốc. Dạ. Con xin mã số 8 con xin báo giá là 2.200.000. 2.200.000. Dạ. À, ok. À, xin mời ông khác. Dạ. Cây số 9 à con kia đó.
Số 9 là em nào đây? Cái này là tùng, cái tùng là lá nhỏ lá kim đó chú. Bê lên luôn, hai anh em bê lên luôn đi. Bê lên bằng xoay xoay. Dạ, cái chiều lật nổi nó nặng quá. Ừ, nặng đó mà nặng. Cây nặng khối gì? Chỉ là cái bàn xoay con loại... Cái bàn xoay của con chú Thu nhẽ đậm đó cũng được mà. Dạ. Đó lên, đó lên cái bàn nhìn cái cây nó khác liền. Để dạ. Dưới con báo dạ. Con xoay luôn. Này đế nó cài dài. À. Chú còn quay nhiều cây lớn hơn, người ta vẫn đấy cho bằng xây lớn hơn này nữa nhiều. Hoành đế là con chắc đôi cụ lớn này thôi chú ạ, để còn đo. Hoành đế 58. Hoành thân 24. Đây là cây cây tùng. Cây tùng nó há. Kim nó nhỏ. À, nói ngàn xương cái quần bố được mà. Tán rồng là 113. Chiều cao 70. Cây tùng mã số 9 con xin báo giá là 4.2 triệu. 4.2 triệu cây tùng dạ. Mã số 9 dạ. Cái này thì bỏ chậu lại phải không? Dạ. Tại chậu chậu xi măng hơi bị nặng. Dạ, em bỏ chậu. Rồi, đã xin mời em khác. Kì, kì. Dạ. Rồi, tiếp tục chia sẻ với các bạn. Em... Cái này linh sa mang gác đó chú. Cái này là gác. Trắng phất hồng. Trắng phất dạ. Hồng. Gác và lá rí. Cái này là một thân nhưng ra năm... một gốc ra năm thân á, cây một gốc có giúp này là đẹp nhiều dạ. Gốc. Con xin báo cáo thông số. Rồi báo cáo thông số. Hoàn gốc 30. Hoàn thân lớn nhất là 16. Năm thân này nó cũng đều nhau luôn chú. Dạ. Và rất là đẹp. Tán rồng 70. Chiều cao 42. Cây linh sam trắng phất hồng. Dạ, nó màu trắng mà hơi hồng hồng nhạt nhạt xíu. Dạ. Biết rồi, trắng phất hồng chú biết. Cây cây đây mã số 10 này con xin báo giá là 4.2 triệu. Em để xin thôi ghép. Dạ ghép. Ghép, ghép lá rí. Dạ ghép. Rồi ok, xin mời ông khác. Cây số 11 là linh sam sông Hình, cây đi chú ơi. Linh sam sông Hình, xin màu gì đây? Dạ màu tím. Hoành gốc là 38. Hoàng thân 20. Tán rồng 50. Chiều cao 37. Cây linh sam sông Hình tím, con xin báo giá là cây mã số 11, báo giá là 1.7 triệu. 1.7 triệu. Dạ. Các bạn lưu ý đây là giá đã bao ship các bạn ha. Rồi, ok, xin mời em khác. À, tiếp tục chia sẻ với các bạn, đây là em này là em sam trái hả? Dạ, sam hoa. Sam bông hay trái? Sam bông, sam bông. Sam bông. Dạ, cái này khai thác núi á, dạ, cái, cuối sam bông. Lâu rồi. Chào Phú Yên luôn. Dạ, nó già quá trời. Con xin báo cáo thông số. Nó già hơn chú Thu nữa ha. Này là hoàn... Này là đế bự á. Dạ. Hoàn đế là 37. Thân là 8.
Siêu cao. Xăm bông nha các bạn. Dạ. 8 rồng 46. Chiều cao đang là bông 54. Dạ. Cây xăm bông khai thác rừng. Cây mã số 12 con xin báo giá là 2,5 triệu. 2,5 triệu. Dạ. Rồi. Con giá quá trời. À 2,5 triệu. À tranh thủ ha, tranh thủ đi. Chắc tầm khoảng chừng mười mấy, 20 cây hết giờ. Dạ. Làm chưa có quen á, thao tác làm chậm. Dạ. À, tiếp tục với các bạn, đây là cây cà phúc kiến. Cà phúc kiến số 13. À, dáng này dáng gì đây? Cũng văn nhân á. Dạ, văn nhân mà. Nó hơi lắc, đẹp, lắc chứ. À, cũng văn nhân mà ông này cao dữ rồi nha. Dạ. Ông này cao, lên cao. Ờ, à, cao quá rồi. Này, hoàng đế 34. Thân là 14. Tán 36. Mà có duyên chứ ơi. Ôm ôm cao cao mà có duyên phải không? Chiều cao giống như con phải không? 66. Dạ. Ôm ôm cao cao có duyên. Cây trà phúc kiến mã số 13 con xin báo giá là 1,3 triệu. 1,3 triệu. Dạ. Cái này mà nuôi tàng dài xíu nữa là đẹp chứ ơi, vì là cố tiểu cảnh giúp. À. Dạ. À, ok. Vậy đây là hàng mình không có chậu hả? Dạ, hàng không chậu. Hàng không chậu nha các bạn. À, chậu hay không gì các bạn cứ nên liên hệ lại với Long. Dạ. Cái à. Linh Sam Sông Hinh, hàng tím giúp, hoa tím giúp. Tím màu gì? Dạ, tím. Tím. Phần gốc 33. Hoàng thân 17. Tán rồng 60. Chiều cao 44. Cây linh sam sông hình riêng mã 14 con xin báo giá 1,7 triệu. 1,7 triệu màu gì đây? Dạ màu tím. Màu tím, ok, à, xin mời em khác. Đây là có nhiều cây linh sam dáng đẹp. Dạ. Cái này cũng linh sam sông hình luôn, riêng một tím luôn ha. Này dáng hơi bay bay. Hoàng mã số 15. 15. Hoàng gốc 20. Thân 15. Tán rồng 58. Chiều cao 26. Cây linh sam sông hình mã số 15 con xin báo giá là 1,7 triệu. 1,7 triệu. Rồi, ok, xin mời em mang mã số 16 lên chào khách đi nào. À, cây kim quýt. 16 là cây kim quýt. Kim quýt. Đây, ghế thử. Tay cầm. Hoàng gốc là 55. Hoàng thân 15. Tán rồng 33. Chiều cao 45. Cây kim quýt mã số 16 con xin báo giá là 900. 900. Rồi, xin mời em khác. Em số 17. Cây 17 là cây sam hương. Sam hương để xin hay ghép đây? Dạ, riêng. À. Cây này, cái gốc này nó lạ đẹp chứ ạ. Vậy có biết, đó, có biết sam hương thường ghép với cây gì không? Con chưa rõ. Sam hương thường ghép chung cây lá cách. À, lá cách, dạ, thì lá cách con biết nhưng mà ghép cũng không biết sao. À, lá cách họ ghép với sam hương vô. Dạ, dạ, lá cách nó lá như vậy đó. À. Cái này nó giật lại là nhỏ, cái này riêng. Phần gốc 46.
cái này đế nó cạn chút. Ừ. Là cắt xào thịt bò á. À đúng rồi, ăn bánh xèo xào thịt bò, xào ớt ha. Còn thân 20. Nghe nói cái thèm nhậu à. Cái này thân lắc đồ em đo cái này luôn, cái này gốc này đẹp. Cái này anh em về mà nuôi nữa là được là đẹp. Cái thân lắc này là 42. Ờ, Sam Hương, co lắc rất là đẹp, mấy cái co này. Chiều cao là 45. Rồi. Này giờ tìm mấy thế lắc này khó, mà to lắm. Tán rồng 60. Cây Sam Hương mà số 17 này con xin báo giá là 2.3 triệu. Hai triệu ba. Dạ, cái này anh em lấy về mà nuôi tay tàng mạnh xuống rồi là. À, giá đã có ship ha. Rồi, xin mời em khác. Cây số 18 là cây Nguyệt Quế. Tiếp tục chia sẻ các bạn cây Nguyệt Quế. Này nhọn mà. Ê, con chọn thêm hai cây nữa đi con. Sao mình giới thiệu mấy cây nhỏ này bên dạ. Chọn hai cây thôi. Số 18 là 54. Số 18 làm gì đây? Dạ cây Nguyệt Quế. À, Nguyệt Quế. Dạ, à. 54. Ờ, gốc rất là bự ha. Tán rồng là 32. Chiều cao là 30. Dạ, cây 18 con xin báo giá là 750. 750, Nguyệt Quế đẹp à. Ừ, 750. Rồi, xin mời em 19. Còn gần mấy cục. Để chút giới thiệu mấy cây nhỏ này. 19. À. Là cây Linh Sam Sông Hình. Cây này gốc nó quá em chứ rồi. Hoành nó lớn. Hoành thân là 49. Áo hoành gốc 49, hoành thân là 20. Gốc 49, thân là 20. Tán rồng 53. Chiều cao 34. Cây số 19 con xin báo giá là 1.8 triệu. 1.8 triệu, rồi ok. Cây số 10. Rồi tiếp tục mình bán bộ hả? À. Này con bán á, con mua 2 cây. Cây kim quýt với cây cần thăng mã số 20. À, mã số 20 là văn bộ. Này đẹp quá, đẹp già rồi. Hoành gốc 35. Thân chắc to bằng ngón chân cái. Thân thì 9. Tán rộng 33. Chiều cao 30. Cái này combo 2 cây. Ừ, một bộ 2 cây. Rồi cây số 2. Cây kim quýt. À, số... à. Hoành gốc là 32. Hoành thân là 8. Tán rồng 32. Chiều cao 22. Mà số 20 là 2 cây con xin báo giá là 1 triệu. Ừ, 1 triệu. Không phải kia. Cái nữa đi, cái nữa đi. Cái này. Lấy cái mạng đó. Đổi cái mạng đó chứ. Ừ. Rồi, số 21 ha. Gốc chốt cây đi. 21 đẹp quá. Là cây này đẹp quá trời. Đẹp cây quá. Trào Phúc Kiến. Trào Phúc Kiến cái dáng rất là đẹp các bạn. Đế rồi lớn, lắc rất là đẹp. Nằm đế rất là lớn. À. Quay mặt tiền hướng chú Thu á. Dạ, dạ. Con đo con phải tập thư quen, quay mặt tiền hướng kính. À. Gốc chiều. Dạ. Hoành gốc là 50 chú, bộ đế, đo bộ đế là dài. Ừ. Hoành thân là 13. Con dọn đường đi chút chú ra sao á. Dạ. Chiều cao là 27, cây này dạng thần lực hơi bay bay xíu. Rồi. Đẹp.
rất là đẹp, chặt có kiếp đẹp quá ha. Tán rồng 35. Rồi, em mày được chào giá loại gì đây? 21 là cây trà Phúc Kiến, rất là đẹp. Ừ. Này xin báo giá là... Ủa? Không phải 21 rồi lấy. Đúng rồi, 21. Lấy cái nặng của vậy. Ừ. Trà rất là đẹp. Dạ, con xoay vòng ha. À, 21 rồi. Trà Phúc Kiến con xin báo giá là 2,5 triệu. 2,5 triệu, trà Phúc Kiến rất là đẹp, rất là già cây, rất nhiều cái dáng rất là nghệ thuật các bạn. Rồi, à, các bạn thân mến, là bonsai Hoàng Long thì còn rất nhiều cây, nhưng mà do thời lượng chương trình có hạn thì Năm Thu hôm nay thì chia sẻ cho các bạn 20 số mã cây tiêu biểu của vườn bonsai Hoàng Long, của vườn bonsai Hoàng Long qua ha. À, các bạn thấy không, phía sau còn rất nhiều. À, nếu mà có nên, được dạ. Khoan, để cho chú Thu mời khán giả, mời khách đi xem quan một số mẫu cây mà vườn cũng mới nhập về, nhưng mà thời lượng chương trình có hạn, thành ra hôm nay thì mình chỉ làm một clip thôi. À, để hôm nào thì Năm Thu sẽ đến đây sẽ làm thêm nữa để chia sẻ cùng các bạn ha. Các bạn thấy rất là yêu ha, rất là yêu, nhiều lắm các bạn. Và đồng thời có một số mẫu cây là văn phòng bé bé xinh xinh nữa, và cũng chưa Trang. Trang cũng không có thời gian để mà làm clip chia sẻ. Trang một cốt, à. Trang sen. À, các bạn thân mến, thì đến đây thì Năm Thu cũng phải nói là chia tay với các bạn thôi. Muốn làm rất là nhiều nhưng mà thời lượng chương trình không cho phép. Đến đây thì Năm Thu cũng xin nói là chia tay với các bạn. À, nếu các bạn thấy clip phù hợp thì các bạn nhấp like, nhấn chuông ủng hộ tinh thần cho Năm Thu. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký để nhận được từ Năm Thu những video mới nhất. Và bây giờ trước khi chia tay, chúng ta sẽ gặp lại anh chàng Hoàng Long để nói lời chia tay cùng cô bác là chị nè. Dạ, hôm nay Hoàng Long cùng lên clip đầu tiên á. Kính mong cô dì, anh chị, chú bác á, ủng hộ dùm bonsai Hoàng Long. Ừ. Thì anh em giao lưu thì bên Hoàng Long mới làm nhưng mà vẫn là uy tín hàng đầu. Uy tín hàng đầu. Thì chúc cô bác với anh chị là một ngày làm việc vui vẻ. À, chú Thu cũng là chúc con là mua mai bán đất ha, có thật nhiều sức khỏe, tham gia vô cái hội chợ của Thu Bonsai rồi, để chúng ta cùng nhau phát triển nghề chơi kiển ha. Dạ con cái số điện thoại Zalo của Bonsai Hoàng Long là 0917681515. Dạ, cửa hàng là ngay trạm thu phí Lái Thiêu á. Dạ rồi, bye bye các bạn yêu, hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp. Bye bye. Dạ.